Đây cả nhà, giống trái cherry chưa? Hai ba. À, Nó ngon hơn trái tầm ruột lúc nãy. Quá sáng mặt luôn rồi. Bỏ cái trứng của nó ra. Cái trứng nó cũng to lắm luôn rồi. Vô. Mở cái nhà con ốc bự chà ná luôn nha. Xin chào mời cô chú anh chị nha. Xin chào cả nhà mình luôn nha. Chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của chú Thơ Thơ. Dạ, mình là Thơ đây. Thì hôm nay hai đứa đang chuẩn bị đi ngoài đồng để bắt ốc cả nhà. Hai đứa đang ngồi ngoài liếp mít để chuẩn bị đi bắt ốc. Rồi im luôn. Rồi giờ đi thôi, nó rồi thôi nói gì hết trơn. Con ốc rồi cả nhà ơi, nãy giờ đi nãy giờ thấy nó chín luôn rồi mấy ốc hả? Con đang cần con tấu nè. Hai em và hai đứa đi từ trỏng ra đây xa lắm luôn á, mà ra đây mới có ốc của cả nhà. Đây có cái ốc gì á, đang có nè. Như ngoài đây có cỏ nở nhiều ha. Ngoài đó không có nữa mà ốc nhỏ kìa. Ba con, hay là thả con nhỏ đi nha. Thả con nhỏ đi, bắt hai con lớn. Rồi đi tiếp thôi. Đi bắt đi. Lúc nãy cả nhà ở trong clip mít thì hai đứa bắt ít ốc lắm, cho nên là hai đứa đi ra con sông đây nè, đầy lục bình luôn cả nhà. Này trứng ốc nó đẻ như quá trời luôn nè, cho nên là ở đây rất là nhiều ốc, mà ốc bự của nó đây nè. Mà mấy con bự nhiều lắm luôn cả nhà nè. Bắt con bự thôi nha con nè. Con này nhỏ quá bỏ đi. Ba con này nhỏ quá bỏ luôn. Con này nhỏ luôn. Ừ, nó còn có là ăn được luôn phải không? Được không? Được rồi, bỏ hết trơn luôn rồi. Rồi lấy lại nha. Con bán nhỏ nó bỏ hết. Để cho bọc đi, để vô. Bọc đi. Ở nó ăn cải luôn nè. Trên bờ này người ta trồng cải mà cái này. Đây, hai con nó bự lắm nha. Đó, có thu hoạch, có thu hoạch. Chơi hồi lọt xuống hầm luôn, ôi xuống sông luôn. Ở ngoài kia kìa. Đó, đó, không phải cái gốc lục bình đó thấy không? Đâu? Đó, hai con đó, nó xô lo lên bờ luôn đó. À, ở ngoài những con này, ở ngoài những con này. Kìa nó ruột á, ở dưới kìa, dưới. Thì ra là mày chọn cái chết. Để có bông lục bình luôn nè. Tặng mày heo nè. Cảm ơn heo. Chủ cảm ơn heo. Điệp hôn, điệp hôn. Nè cả nhà, nãy giờ hai đứa tụi mình bắt được một rồi nè. Đủ ăn rồi đó. Rồi bây giờ mình về thôi. Về thôi. Về thôi. Ở đây có tầm ruột nè cả nhà. Quá trời trái luôn nè. Ê, nó ăn chậm của tao đó cả nhà ơi. Hết hồn, hết dí hà. Ôi ôi, quá trời trái này, nhiều trái quá, biết hái trái nào vậy? Trời ơi, nghe quá trời luôn nè. Ở nhà tới kìa, kìa. Không có, không có. Đi cả nhà. Im im. Hái tiếp. Kiếm trái nào thiệt già coi. Ngồi cái trái này nè, nó già lắm luôn á. Vậy đặt để gì ra? Dập 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 cái mình để nó như
cha mẹ ơi. Giờ hai đứa sẽ đi con đường này về nè cả nhà. Xa lắm luôn á. Thích ở dưới hàng cây á. Đây có thù lù nè. Nó chín mà nó rụng luôn nè. Ừ. Nè nó chín mà nó rụng luôn nè, mấy trái như vậy là nó chín mùi lắm luôn á. Nhưng mà nó rụng hết rồi. Chim ăn cái gì? Ở đằng kia cũng có nữa kìa. Ở đây cũng có nữa nè. Ở trong đây có trái chín này không? Trong đất kìa. Nè nhất luôn nè. Kìa. Mấy trái vàng vàng nữa là nó chín hết rồi. Ăn luôn nha. Nè cái thu hoạch rồi nha. Thu hoạch rồi. Trời ơi trái nó bự nè. Giống cái chín cá không? Giống y chang luôn ha. Khoan khoan khoan. Giống cái cherry. Cái này chưa quá hả? Ừ. Cái su nha. Lâu rồi mới ăn cái này ha. Ừ. Nó tốt rồi luôn. Giòn. Ngon hơn cái dầm dù. Ngọt không? Chín ngọt quá nha. Ở đây còn thù lù ha. Thù mọc á. Ừ. Rồi đi về ha. Gọi là thù lù chim ỉa đó nha. Ôi thù lù cũng có chim ỉa nữa ha. Chang chang luôn á. Hai đứa đi quay lúc nãy giờ gặp có người đi qua lại hai đứa phải giấu máy quay chứ không thôi người ta chửi khùng. Còn đây là cái bông mà heo tặng lúc nãy. Bây giờ thôi sẽ đem đi về. Nhưng mà không biết là kịp về tới nhà không nữa hay là dọc đường nó sẽ bị héo. Cho vô ké hình nè. Hai đứa đang đi về nhà nè cả nhà. Vô ké này rồi. Còn kích ở trong kia mới tới nhà đó. Đó trong hàng cây trong đó kia trong nhà trong đó rồi. Mà nhà đó không phải của mình đâu, nhà của người ta đó. Đó cả nhà ơi, nãy giờ Su với heo bắt được một nồi này nè. Bây giờ Su sẽ luộc xả nha. Mà cả nhà biết là hôm nay tụi mình sẽ làm món gì không? Món ốc. Đúng là món ốc rồi đó. Nhưng mà ốc gì nha? Ốc gì? Chúc mẹ biết. Chúc mẹ sẽ biết nhé. Phía sau còn một phần rất là đặc biệt nha cả nhà. Phần nước sốt đó sẽ rất quan trọng. Rất là quan trọng rồi. Rồi. Cái tiết mục nhỏ mới quan trọng nè cả nhà. Thấy gì không? Chị ớt. Nãy ruột rốt tiêu rồi. Rồi sao? Bây giờ lật cái cuốn luôn nha. Để vô. Chút nữa Su sẽ thay sinh tố ớt luôn. Bây giờ Su sẽ đem vô xay sinh tố nữa nha. Rồi đem ra chút nữa cho bà heo bà uống sinh tố. Nhớ cho em cái ống hút nha. Ok. Ốc nó chín rồi nè cả nhà. Bây giờ Thơ sẽ nhắc cái nồi ốc này xuống để làm nước sốt nha. Tới tiết mục đặc biệt đây. Tiết mục này là hấp dẫn nhất từ trước tới nay nha các bạn. Mày la lên đi heo. Em thấy thơm khói rồi đó. Khói mà thơm. Bạn chưa bạn chưa? Thơm rồi đó, thơm khói muốn xỉu luôn rồi đó. Xỉu luôn rồi. Đây là phần đặc biệt nha cả nhà. Phần ớt xay sinh tố nè. Muối vô. Được chưa? Em không biết, Su là đầu bếp nè. Để bộ biết cái nha. Không biết gì luôn. Không biết luôn. À. Cái nước sốt này sẽ chan lên trên ốc nè, này sốt ốc nha cả nhà. Rồi đó. Được ha. Sốt thôi.
Đây cái nước sốt thần thánh này cả nhà. Hồi nữa cay xỉu xỉu luôn. Cay xỉu xỉu luôn. Hết thèm luôn. Ngon mà, ngon mà. Ngon ngon. Ngon 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 ngon. Còn bên đây chỉ có nè. Con này hả? Ừ. Thưởng thức thôi mọi người ơi. Thấy mà toát mồ hôi ở đây. Đỡ cay lắm đâu. Thử nha cả nhà. Thử một con nha. Một con này nè. Cả nhà ơi. Ui, nước chảy rồi. Mời cả nhà nha. Ớt nha nè. Quá xá luôn rồi cả nhà. Quá xá luôn rồi. Vụ nặng hạnh là của bà heo không dám dành luôn cả nhà. Dễ gì dám dành với em. Dễ gì. Thưởng thức tiếp cả nhà ơi. Không có cay nha. Không hề cay. Bỏ cái ruột luôn nha. Cái phần trứng này kìa, không tách nó ra luôn. Tách phần trứng luôn. Ốc này là ốc vô dạng cả nhà, nên là phải bỏ cái ruột thôi. Không có cay. Không có cay. Đồ yếu này là không có dám để nguyên hộp cả nhà ơi. Cay lắm luôn. Bữa nay là màu thôi. Lấy hết cái hộp ra. Mà ngon thấy không? Nè, nè Su ăn cái con bự đi. Nó cũng cay lắm cả nhà, nhưng mà ở trong cái chịu đựng được của hai đứa. Nó con bự hả? Mà con bự đi. Nó thấy không? Tém ớt đi, làm ớt mà không ăn ớt thì nó kỳ ha. Nó bự. Xeo lên không nổi luôn cả nhà ơi. Mà ăn ớt thì nó cay đó. Cay chứ. Ớt là phải cay chứ. Quả xả béo luôn rồi. Quả xả nó mặt luôn rồi. Cái trứng của nó ra. Cái trứng nó cũng to lắm luôn mà. Vô. 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 Mở cái nhà có ốc bự chà ná luôn nha. Để Su can đảm hấp thử miếng nước này cả nhà.
ngon nghe không? Nó cay nhưng mà cũng ngon ngon á. Ngon cái nhà này. Ngọt ha. Mà nó ngọt với lại cái nước sốt của mình nó có nêm vô á, nó cay thiệt nhưng mà nó ngon. Xù thuốc em à. Cay quá. Ngon lắm cả nhà. Đã nha. Nè. Giòn giòn đã quá. Hấp luôn ha. Mạnh dữ à. Ngon ngon. Vô. Rồi nhây hoài luôn. Rồi, rớt rồi. Vô. Chết rồi. Sao vậy? Xin miếng sốt ớt qua. Bà quỷ này mà nhầm nhỏ gì. Cái món này hôm nay coi bộ tốn rau với lại dưa leo nha. Có cay gì đâu. Anh chứ cũng sắp khóc luôn rồi đó. Nó mút cay luôn. Là hướng thức chọn hương vị của ngốc. Nghẹt mũi luôn. Không hề cay. Không hề cay ít. Cay quá xa. Bữa nay xu rộng cái nhà. Tới phút cuối luôn. Chứ cay lắm cả nhà ơi. Thế xu còn ăn được mà. Được thì được đó. Nhưng mà một xíu đi là biết. Phun ra lửa rồi. Video cũng dài rồi. Tụi mình cũng kết thúc ở đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh đi ủng hộ hai đứa. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt.